Tí La Cà Lâm chào mọi người và các bạn nha. Thì mà các bạn ơi, thì trong lúc 8 giờ sáng này đó các bạn, thì có đưa cho một ông anh về nơi an nghỉ cuối cùng đó các bạn. Thì ông anh nó ở ngay chân là hẻm Lò Ghèn nha, khóm 1 phường 4 thành phố Vĩnh Long nha. Thì hôm nay đó các bạn, thì những giây phút cuối của ông anh đó các bạn, thì hôm nay Tí La Cà Lâm sẽ quay cho các bạn xem nha. Thì ông anh đó nay thì hưởng dương được là 51 tuổi luôn các bạn ơi. Thì giờ là mấy anh em của chạy hòm của 10 tỉnh đó các bạn, thì đang vẽ mặt nha, đặng là đánh quỷ rồi nè. Thì mà các bạn ơi, thì hôm nay các bạn, thì Tí La Cà Lâm có đi quay một cái đám tang ở trong đường Lò Ghèn đó đó các bạn. Thì Tí La Cà Lâm có thấy một cái đứa em nè, một cái hoàn cảnh cũng rất là khó khăn luôn luôn các bạn ơi. Với đứa em này cũng đang bị bệnh đó đó các bạn, thì đang bị bệnh tâm thần nha. Các bạn thấy là nhìn thấy đứt ruột luôn nha. Giờ thấy đứt ruột thì we'll be right back.
Tuyến đã từ trần vào hồi 23:50 ngày mùng 1 tháng 10 năm Quý Mão. Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc, xin thay mặt cho gia đình xin gửi lời cảm ơn đến chính quyền địa phương, cảm ơn đến các cơ quan đoàn thể, các công ty sự nghiệp, cảm ơn anh em, bạn bè, thân thuộc, gần xa, cô dì, chú bác, anh em gia đình đã gửi vòng hoa đến thắp hương chia buồn cùng gia đình chúng tôi. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị đã đến thăm viếng và chia buồn cùng gia đình. Xin thay mặt gia đình xin gửi lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị. Sau lễ đọc quan, xin mời tất cả các cô dì, các cụ ông, các bà, cô dì, chú bác, anh em bạn bè thân quyến đưa tiễn anh chúng tôi ra nơi an nghỉ cuối cùng. Sau khi xong việc thì xin mời quý vị ghé lại gia đình uống trà và dùng bữa cơm thân mật với gia đình. Xin cảm ơn. Vỗ tay, vỗ tay.
chung 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 quét ra luôn mà bạn quét của mình tặng các bạn thì mới đem về 6 chiếc mô tô nha, quá dữ dằn luôn. Rồi anh nào nấy chơi đồ quét không ha, quá dữ.
Thì mà các bạn thì sớm như các bạn thì chạy hôm của Mười Tịnh các bạn thì đang chạy cho chú đi diễu hành một vòng chợ Vĩnh Long nha. Đó thì giờ các bạn thấy là sáu chiếc xe mô tô nha, để là dẫn đường luôn nha. Chạy xe quá dữ dằn. Sông tiền của Vĩnh Long mình luôn các bạn ơi, quá xe đẹp. Các bạn ơi, thì hồi sớm như các bạn thì chơi hôm Mười Tịnh các bạn chạy đi cho anh đi diễu hành các bạn một vòng chạy Vĩnh Long nha. Thì bây giờ là cũng tới chỗ để đưa cho anh đi ăn nghỉ luôn các bạn ơi. Quá trời luôn các bạn, nhìn thấy đau lòng quá. Thank you.
Nam mô Ya La Bà Đà Đâu Ra Địa Ta La Bà Lô He Lô Ga Đê Ga Ra cái giỏ với tiền bạc còn không? Cái đồng bạc mà không để vô. Không phải vô hết nha. Hết vô luôn. Hết rồi, hết rồi. Ông ngoại trong mua nhiều muối vậy hả? Dạ. Cảm ơn nhân thầy. Nước xuống rồi, nè nước rồi nè. Đây nè thanh ha. Rồi rồi. Mày ra mày kêu nó âm cát rồi Tân ơi. Thì mà các bạn thiệu sớm cho các bạn thì Thí La Cà Lâm với dòng trong gia đình của ông anh các bạn và trẻ hòm của Mười Thịnh nha. Thì đưa cho ông anh gì nữa, anh nghĩ cuối cùng thì giờ cũng đã xong rồi đó đó các bạn. Thì thôi giờ Thí La Cà Lâm cũng kết thúc video ở đây luôn các bạn. Thì mình cũng mong các bạn hãy ủng hộ cho Thí La Cà Lâm, bạn hãy cho Thí La Cà Lâm một cái chia sẻ và cái đăng ký kênh luôn các bạn. Giờ Thí La Cà Lâm bye bye các bạn nha. Bye bye.